que cây Thái Lan sát tay, sữa Thái Lan sát tay, cùng review xem thử là vị nó như thế nào nha. Que cây Thái Lan đóng gói nhìn rất là ok nha. Để xem có mấy bịch. 1, 2, tổng cộng sẽ là 12 bịch, nhưng cộng thêm một bịch nữa là 13. Đầu tiên là phải nói cộng một điểm cho đóng gói. Để xem một bịch này có bao nhiêu que ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que. Rất là thơm, nhưng mà nhìn là thấy hơi nhiều dầu rồi nè. Cay nha. Nhưng mà biết cái vị giống vị gì không? Cái vị này giống vị của đồ ăn vặt bà Tuyết, nhưng mà nó nồng hơn, nó cay hơn nha. Món này ngon nha. Cay cay, nồng gia vị, khá là thích luôn. Dành cho những bạn nào thích ăn cay, nhưng mà bù lại thì nó sẽ hơi nhiều dầu một xíu. Món tiếp theo, sữa Thái của Nestle. Cái này là sữa loãng luôn. Tôi nghe mọi người nói là cái sữa này uống ngon lắm. Đóng gói thì là bao bì giấy. Tôi có mua một lốc, nhưng mà tôi mang theo có lọ thôi. Toàn bộ đều là chữ Thái hết. Mời mọi người dùng thử ha. Cheese. Điều đầu tiên là món này ăn cùng với cái món này, tự nhiên vô tình là nó hợp một cách kỳ lạ luôn. Cái sữa này nha, thì nó sẽ là sữa không đường, nhưng mà nó rất là béo và cực kỳ thơm luôn. Ăn cái que cay cay này nè, nếu mà các bạn ăn cay nhiều quá, các bạn uống cái sữa để cho hãm cái vị cay xuống. Ngon ngon ngon. Một hộp như thế này là 140ml. Và với mình thì uống lạnh sẽ ngon hơn. Và hai món này thì mình săn được ở shop Thái Hoàng Lý Biên Hòa, đang có mức giá khá là ưu đãi. Có dịp thì ghé mua thử đi nha.